Chào các bạn, đó là tình trạng da của Thanh một tháng trước. Lúc đó thì cái thời điểm mà Thanh đi một lúc hai phim, từ 5 giờ sáng là Thanh phải thức dậy và make up làm việc cho tới tận 9, 10 giờ đêm. Có khi 11, 12 giờ đêm Thanh mới về tới nhà. Mọi người cũng phải tưởng tượng là lúc nào cũng phải mang cái lớp make up, mà chưa kể là mình phải quay ở ngoài nắng, ngoài trời rất là nhiều. Liên tục trong một tháng thì Thanh cảm thấy da của thật sự là rất là mất nước. Da cái độ đàn hồi của mình nó chảy xệ, nó không còn như xưa nữa. Màu sắc dĩ nhiên là da bị sạm đen rồi, không đều màu nữa. Thanh cảm thấy là không ổn rồi, da mình thật sự là không ổn. Tại vì tới cái tuổi tuổi của Thanh bây giờ là Thanh đã 33 tuổi rồi, là cái lúc mà cái da của mình nó bắt đầu có dấu hiệu lão hóa rất là nhiều. Thì Thanh mới nghĩ là mình cần có một cái biện pháp gì đó để cho mình cứu rỗi lại làn da của mình. Rất là may mắn Thanh là cuối tháng 7 Thanh có dự một cái event ở Hà Nội, lẫn dự một cái event của LG đó, một bộ sản phẩm chăm sóc chuyên biệt cho da cá nhân mà nó rất rất là hay và công dụng. Đó là bộ sản phẩm LC Brail. Bộ sản phẩm này cực kỳ là hot ở bên Hàn Quốc luôn. Nhưng mà có một cái mà làm cho mình hơi lăn tăn một chút xíu là giá thành của nó rất là cao. Bộ sản phẩm này gồm 4 sản phẩm luôn là 50 triệu. Lúc đó đắn đo rất là nhiều, tại vì khi mà mình tham dự event mình đã hiểu được cái công dụng của từng sản phẩm. Và cái bộ sản phẩm này thực sự thích hợp để cứu lại cái làn da mà tới tuổi để chống lão hóa. Nó rất là phù hợp với sĩ Thanh, đặc biệt ở những người bận rộn như mình không có thời gian đi spa nhiều, mà mình cần phải có một cái biện pháp, những cái máy móc để cho mình có thể ở nhà, mình có thể chăm sóc da của mình một cách kỹ càng nhất. Cho nên Thanh đã quyết định mình phải có một bộ sản phẩm này ở nhà để cho mình phục hồi lại làn da. Mình có thể kiếm được tiền nhưng mà cái nhan sắc của mình vẫn là rất là quan trọng. Nó có thể giúp cho mình hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, tươi tắn hơn. Cho nên Thanh đã quyết định rinh bộ sản phẩm LC Brail. Bây giờ những công dụng như thế nào, tại sao Thanh lại tâm đắc như vậy thì mình sẽ phân tích và mình sẽ review cho mọi người biết. Nhưng mà trước khi tiếp tục thì mọi người đừng quên subscribe kênh YouTube của Thanh, cũng nhấn vào cái chuông và những clip của Thanh lên, mọi người sẽ được thông báo. Còn bây giờ mình bắt đầu thôi. Nhìn chung thiết kế màu trắng vì vàng như vậy rất là sang trọng, đem lại cảm giác rất là sạch sẽ và xịn sò nha, như là mấy cái máy chăm sóc da chuyên sâu tại các spa. Nhìn mấy màu trắng chắc hẳn ai cũng nghĩ là rất là sợ dơ đúng không? Nhưng mà khi Thanh xài nhiều lần, Thanh làm cho những vết bẩn nó bám vào trong máy. Rất là bất ngờ khi mà Thanh chùi một cái rất là dễ ra, hoàn toàn không bám lâu trên máy. Bộ sản phẩm này cũng được chứng nhận FDA Hoa Kỳ về công nghệ và an toàn, nên chi phí cũng xứng đáng đúng không mọi người? Máy cứ hướng dẫn bằng giọng nói, cho nên những ai mù về công nghệ thì vẫn có thể xài một cách rất là dễ dàng nha. Tiếng Anh nè, tiếng Hàn và tiếng Việt luôn á. Máy đầu tiên mà Thanh muốn nhắc đến đó là máy LG Brail Dual Cleanser. Cái máy này rất là nhỏ gọn và chắc tay. Cảm nhận đầu tiên của sĩ Thanh khi mà xài nó có hai cái đầu, một cái đầu cọ lông và một cái đầu cọ silicone. Riêng về cá nhân của sĩ Thanh thì Thanh cực kỳ là thích cái đầu cọ lông, tại vì khi mà mình xài nó sẽ xoay vòng và nó siêu sạch luôn. Cái cảm giác đầu tiên của sĩ Thanh rửa với mặt mình thấy ồ cái này sao mà nó là thích, nó tự xoay xoay. Còn những cái loại silicone như vậy thì nó chỉ là rung thôi mọi người. Nó có hai chế độ, là một cái là chế độ 70 giây và một cái là một chế độ 120 giây. Thì Thanh thích rửa nó sạch hơn, Thanh set chế độ 120 giây. Thì nó bắt đầu nó sẽ cho mình một má trái rồi má phải, trên trán, dưới cằm và mũi nữa. Khi mà xài cảm giác nó sạch đến nỗi mà da mình khi mà kinh kích trên da luôn. Đối với những bạn mà da nhạy cảm thì Thanh khuyên các bạn nên xài loại của cái đầu silicone. Và những ngày mà Thanh không make up thì Thanh chọn cái loại silicone này, nó rất là mềm, rất là mượt cho da của mình và rất cực kỳ là thư giãn, nhưng mà cũng siêu sạch luôn nha mọi người ơi. Còn những ngày mà Thanh mà make up quá dày, cần thực sự là cần phải đẩy tất cả các bụi bẩm, tất cả các nền make up ra, thì Thanh sử dụng cái này. Máy có hỗ trợ chống nước cho nên an toàn tuyệt đối, có thể vừa tắm và rửa mặt được. Nhưng mà cũng đừng ngâm em nó vô nước qua đêm nha cả nhà ơi. Đế sạc UV này giúp mình yên tâm hơn, lúc nào cọ cũng sạch sẽ, đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho việc chăm sóc da. Một lần sạc xài là 3 tháng luôn á. Nhà sản xuất nói là có thể giảm được 50% số lượng bã dần và da chết trên mặt ngay từ lần đầu sử dụng. Thanh thấy cái này có hơi quá một chút xíu, nhưng mà nếu sau 2 tuần thì chắc chắn là có nha. Da thực sự rất là sáng và cảm giác sạch.
Máy thứ hai là máy đại dưỡng chất ion galvanic. Chế độ đầu tiên là cleansing, dùng để làm sạch chuyên sâu. Vì chế độ này á, đầu máy nóng nên thanh buộc phải sử dụng một chút gel cấp ẩm làm dịu da. Gel này cũng giúp giữ lại các bã nhờn được hút ra. Khi mà mình rửa mặt á, thì chỉ sạch bề mặt da thôi, nhưng ở bên dưới da có những cái hạt bụi siêu mịn hoặc là những cái sợi bã nhờn rất khó để tẩy rửa sạch sẽ, thì máy này sẽ giúp cho hút ra khỏi lỗ chân lông của mình một cách triệt để. Sau khi sử dụng thì gel này từ màu trong trở thành màu đục, là các bã nhờn được giữ trong phần treo này đó mọi người. Thanh rất là ngạc nhiên luôn vì không ngờ dưới da còn rất là nhiều bụi bẩn thế này. Mặt được làm sạch chuyên sau 2 lần thì mụn đầu đi nào mà trốn nổi. Chế độ boost sẽ được sử dụng ở bước cuối cùng để đẩy dưỡng chất. Cái máy này là máy LT Brail Total Lift Up Care, là một trong những nguyên nhân mà Thanh phải mua, tại vì bất ngờ tới chế độ mà nâng cơ của nó là dùng những cái sóng điện đó, nâng cái cơ lên giống như giúp cho da của mặt của mình tập thể dục hàng ngày. Cái hiệu quả của nó cực kỳ mạnh, nó tới 3 cái nấc là level 1, level 2 và level 3. Và sẽ Thanh không thể nào chịu được level 3 tại nó quá mạnh. Sẽ Thanh chỉ chịu được level 2 thôi. Là mọi người biết cái máy này nó công dụng và hiệu quả tới mức nào. Sử dụng loại treo cấp nước tương tự như bước 2 để làm chất bán dẫn, tránh bị cảm giác châm chích hay là kích ứng. Vì máy này sử dụng các dòng điện nhỏ để massage, nên nếu mà không có cái treo này sẽ làm cảm giác rất là khó chịu khi sử dụng lâu dài nha. Máy sẽ tự thông báo các vùng cần đi trên mặt, mỗi vùng 3 phút cho mỗi chế độ, 3 phút làm săn chắc nè, 3 phút nâng cơ, tổng thời gian là 18 phút chia đều cho 3 vùng trên khuôn mặt. Nhiều bạn hỏi là tại sao dạo này mặt của Thanh thon gọn quá, thì đó, đây là bí quyết của Thế Thanh. Khi mọi người mua, mọi người trải nghiệm thì mọi người sẽ cảm nhận giống như Thế Thanh. Và cái siêu phẩm cuối cùng mà Thế Thanh muốn review đó là LG Brail The Mallet. Đây là cái mặt nạ mà Thế Thanh thích nhất trong bộ sản phẩm, và Thế Thanh rất rất muốn review về cái mặt nạ này cho mọi người biết và công dụng của nó luôn. Đây cũng là cái sản phẩm mắc nhất trong cái bộ này luôn mọi người. Đây là 23 triệu. Cảm nhận đầu tiên của Thế Thanh nha là cái mặt nạ này mọi người nhìn giống như là Iron Man nha. Rất dễ thương, rất là đẹp. Ở trong đây á thì nó thiết kế rất là hay mọi người, nó gồm có 160 ánh sáng đỏ, các cơ điểm trên cơ mặt của mình đều được chiếu sáng đầy đủ hết. Nhưng mà nó thiết kế sao nó tránh khỏi con mắt của mình rất là hay. Khi mà bạn đeo không đúng cách nè, khi mà bạn rớt cái mặt nạ ra thì nó không có tác dụng nữa. Thanh đeo mặt nạ này nhắm mắt thư giãn, trong 9 phút thì mở mặt nạ ra, da sẽ sáng bật tông và đều màu sau 2 tuần sử dụng. Da không phải trắng nhờ kem dưỡng đâu, nhưng mà nó sẽ cảm giác nó rất là hồng hào và có sức sống. Thanh cực kỳ là mê cái mặt nạ này luôn, hầu như ngày nào Thanh cũng phải đắp để chơi sáng dậy, làn da của mình thật là tươi và mơn mởn. Cảm giác của Thanh khi mà đeo cái mặt nạ sáng ngày hôm sau, da cực kỳ là căng mịn và rất rất là bóng da luôn. Mình có thể mở mắt ở trong đây, chị Thanh rất là hay vừa đắp vừa coi TV được luôn. Tại nhìn qua cái này vẫn thấy rất rõ mọi thứ xung quanh luôn mọi người ơi, cho nên rất rất là thích cái này. Bước cuối cùng là bước dưỡng da nè, mình xoài tất cả các loại dưỡng da lên gồm toner này, dưỡng ẩm, serum. Sử dụng máy đẩy dưỡng chất ion galvanic mà mình giới thiệu ở bước 2 và bật chế độ boost, tăng cường hấp thụ dưỡng chất, di máy toàn bộ nhẹ nhàng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Chức năng này thì có tác dụng làm đẩy sâu các dưỡng chất vào da, giúp da hấp thụ được hết tất cả các dưỡng chất luôn, nên bôi thêm nhiều kem xíu nha. Máy này dùng liên tục 1 tháng mới hết pin. Pin rất là trâu luôn. Mỗi ngày Thanh dùng 3 phút cho chế độ cleansing và 3 phút cho chế độ boost. Clip của Thế Thanh thì cảm thấy là ủa sao mà nhiều bước phức tạp quá. Nếu mà đặc biệt các bạn nào mà lười lười sẽ cảm thấy ngán ngẩm liền, cho nên Thanh khuyên á, là các bạn chỉ cần dùng 3 bước thôi. Đó là rửa thật sạch mặt nè, rồi mình dùng cái máy mà có 2 chế độ để đẩy dưỡng chất á, da mình sẽ tươi tắn đẹp hơn, nhanh hơn. Còn nếu mà khi mà một ngày nào đó mình làm việc quá nhiều, da bạn mình mất nước quá nhiều, quá khô, thì mình nên xài cái mặt nạ này liền, nó sẽ cấp cứu liền cho làn da. Cảm nhận của Thế Thanh là khi xài nó cái mình make up cái nó ăn da của mình liền, rất là đẹp, rất là mướt luôn. Còn ngày nào mình thực sự là có nhiều thời gian, ngày nào mình chill chút thì mình nên xài hết, không là sử dụng hết tất cả các máy và sử dụng hết 5 bước này đầy đủ luôn. Nếu như bạn không có nhiều chi phí thì mình nên mua cái nào để hiệu quả, thì Thế Thanh khuyên là mình nên mua máy này. Đây là máy đẩy dưỡng chất 2 chế độ và mặt nạ đèn led. Đây, siêu phẩm rồi, Thế Thanh cực kỳ là thích luôn. Hai cái máy này
các bạn cũng có thể tiết kiệm được khá khá một số chi phí, nhưng mà vừa giúp cho da mình chống lại những cái dấu hiệu như là mất nước, chảy xệ, lão hóa, sạm da nữa. Có một thông tin rất là hấp dẫn dành cho chị em mà ai đang ngắm nghía bộ sản phẩm này, thì nhân dịp 20 tháng 10 ở LG tại Lotte ở ngoài Hà Nội cũng như là ở trong chi nhánh ở Sài Gòn sẽ có rất là nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá. Thông tin chi tiết thì Sahan sẽ để dưới đường link phía dưới nha. Hy vọng là mọi người thích clip này của Sahan, đừng quên subscribe kênh YouTube của Sahan nhé, cũng như là gửi về những cái ý kiến đóng góp nhiều hơn để Sahan thực hiện những cái clip review sau nữa. Còn bây giờ bye bye.